Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Anh chị em thân mến, trang tin mừng hôm nay thuật lại việc ông Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Và Đức Giêsu đã trả lời Phêrô rằng: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Câu trả lời của Chúa Giêsu muốn nói rằng đó là phải tha thứ hoài, tha thứ mãi, tha thứ không giới hạn, tha thứ cho kẻ ghét mình, tha thứ cho cả kẻ thù của mình nữa. Và sự tha thứ đó phải là tha thứ suốt cuộc đời con người. Bao lâu con người còn sống trên trần gian thì bấy lâu phải sống với tinh thần tha thứ. Bởi vì sự tha thứ giúp cho con người đụng chạm được ơn cứu độ. Vì chính khi tha thứ cho tha nhân thì chúng ta được Thiên Chúa thứ tha. Với điều này, chúng ta nhìn lại lịch sử của loài người chúng ta. Khi con người đầu tiên phạm tội phản nghịch cùng Thiên Chúa, đố kỵ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ mọi lỗi lầm đó và tìm cách cứu vớt con người qua việc người xuống thế làm người. Thế nhưng con người vẫn tiếp tục phản nghịch và tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Khi họ bắt Chúa Giêsu, khi họ đánh đòn Chúa Giêsu, xỉ vả Chúa Giêsu, và rồi đỉnh cao của sự phản nghịch đó là đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá. Tuy nhiên, đứng trước cái chết và sự sỉ nhục của con người, Chúa Giêsu vẫn tha thứ cho họ và nói lên rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Như thế, chúng ta thấy Thiên Chúa đã không chỉ tha thứ cho con người 1 lần, nhưng còn tha thứ cho con người rất nhiều lần. Tha thứ cho con người đến chết trên cây thập giá. Chính nhờ sự tha thứ đó của Thiên Chúa,
đã mang đến cho con người niềm vui vì được cứu độ. Điều đó cho chúng ta nhận ra rằng sự tha thứ đó mang lại cho con người một niềm vui của cuộc sống. Chính vì thế, sự tha thứ là cửa ngõ để chúng ta được sống trong niềm vui của ơn cứu độ. Và niềm vui của ơn cứu độ đó được thể hiện qua cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Anh chị em thân mến, tha thứ chính là một món quà mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta sống cuộc sống an bình và vui tươi với nhau. Chính vì thế, ta có thể nói rằng để có thể sống cuộc sống an bình, cuộc sống hạnh phúc và vui tươi thì chúng ta phải biết trao tặng sự tha thứ cho người khác. Đó chính là quà tặng của cuộc sống dành cho tất cả mỗi người chúng ta. Có câu chuyện kể rằng trong một lớp học, thầy giáo yêu cầu mỗi học sinh mang một túi ni lông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó thầy bảo cứ hễ ai không tha thứ lỗi lầm cho người bạn của mình thì hãy chọn ra một củ khoai tây, viết tên người bạn đó lên và ngày tháng lên, rồi bỏ nó vào túi ni lông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng nề. Sau đó, thầy giáo lại yêu cầu học sinh phải luôn mang cái túi theo bên mình, dù đi bất cứ đâu. Tối ngủ phải để túi bên cạnh. Làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến các học sinh cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình phải đang gánh chịu. Không những thế, họ còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào. Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân hủy thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa và họ không muốn mang nó trong người nữa. Anh chị em thấy không? Sự bực tức, giận hờn một ai đó chỉ là gánh nặng thêm cho chính bản thân mình. Nó làm cho chúng ta mất thời gian suy nghĩ, để tâm, nhiều khi lại làm cho người khác bực dọc nữa. Khi chúng ta giận ghét ai đó, tâm hồn chúng ta trong một ngày sống luôn bị những sự giận ghét đó chiếm giữ, khiến cho chúng ta không còn thời gian để làm việc khác nữa. Tâm hồn chúng ta nặng trĩu với những suy nghĩ về người đó. Tâm hồn chúng ta không an bình khi chúng ta phải vẫn luôn nghĩ đến những bực tức dành cho người ta. Và tâm hồn chúng ta không vui tươi, không thoải mái. Anh chị em thân mến, kinh nghiệm cá nhân của mỗi người sẽ cho chúng ta cảm thấy đúng như vậy. Khi giận hờn, thù oán một ai đó, chưa biết rằng đối phương buồn như thế nào, thảm hại như thế nào, nhưng trước tiên, cái thấy trước mắt và rõ ràng nhất, đó là chính mình sẽ là người thảm hại nhất, bất bình an nhất. Và như thế, chúng ta đang làm tổn thương đến chính tâm hồn của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sẽ mất niềm vui. Nếu chúng ta sống trong điều kiện như vậy, thì làm sao chúng ta có được niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui của ngày sống? Làm sao chúng ta tận hưởng được hạnh phúc của cuộc đời mà chính Thiên Chúa trao ban cho chúng ta? Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà chúng ta trao tặng cho người được tha thứ. Nhưng kinh nghiệm cá nhân của mỗi người chúng ta cho thấy rằng đây rõ ràng là món quà dành cho chính chúng ta. Tuy nhiên, cũng chính kinh nghiệm cá nhân của mỗi chúng ta phải thừa nhận rằng khi nói, khi suy tư, khi diễn giải về sự tha thứ thì rất dễ, nhưng để thực hành sự tha thứ đó là điều vô cùng khó. Chúng ta có thể trao ban cho người khác tiền của, thời gian và thậm chí là cả mạng sống, nhưng xem ra các điều đó còn dễ hơn là chúng ta thực hành việc tha thứ cho kẻ thù, yêu thương kẻ ngược đãi mình. Chẳng hạn, trong thời buổi hiện đại hôm nay, bên cạnh những nông nổi của tuổi trẻ,
chúng ta có thể yêu thương hết mình, yêu một người đến mức có thể chết vì họ. Và thực tế đã từng xảy ra khi có nhiều trường hợp tự tử vì tình rất dễ dàng. Điều đó họ làm rất dễ dàng, nhưng khi tình yêu của họ bị phản bội, thì liệu họ có thể tha thứ cho đối phương dễ dàng không? Họ chết vì tình thì rất dễ, nhưng họ tha thứ vì tình thì rất khó. Đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của sự tha thứ trong xã hội ngày hôm nay. Còn rất nhiều điều khác nữa, liệu chúng ta có khả năng tha thứ không? Chúng ta còn sống ngày nào thì chúng ta còn phải cố gắng tha thứ, học cách tha thứ, và đặc biệt phải nhờ ơn Chúa giúp để chúng ta can đảm và có sức mạnh của sự tha thứ. Thế nên chúng ta hãy cầu nguyện mỗi ngày để chính Thiên Chúa giúp sức cho mỗi người chúng ta. Amen. Chúa ban.
cho con trái tim của Chúa, đừng cho đi không hề toan tính, biết cảm thông với người khổ đau.